Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Diễm rất vui khi quay trở lại kênh Nhà Đẹp để chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái Thái với diện tích là ngang 9 tính luôn phần chữ L và mái Thái. Đầu tiên là mình đến với mô hình mặt tiền của căn nhà nha. Nhà này là nhà cấp 4 chữ L các bạn nha. Nếu mà không tính phần chữ L thì bề ngang là 7m, còn tính luôn phần chữ L là bề ngang 9m các bạn nha. Đây mô hình ở phía bên ngoài thì nhìn chung là mái ngói và kết hợp xeno. Ở phía mặt tiền thì các bạn sử dụng là một bên cửa chính, một bên cửa sổ và kết hợp bờ bông. Cửa thì sử dụng cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Sảnh thì sử dụng 3 bậc cấp các bạn nha, tiến, thoái, tiến sẽ rơi vào số lẻ. Và ở đây có hai trụ vuông các bạn ốp đá hoa cương nha. Ở phía bên hông phía chữ L nhìn chung là nhà này sử dụng cửa là hệ cửa nhôm sinh pha kính cường lực toàn bộ các bạn ha. Về màu sơn thì ở đây khách của mình là chọn màu xanh kết hợp với lại màu trắng. Tuy nhiên các bạn cũng có thể đổi màu xanh sang màu xám chẳng hạn, tùy theo ý của các bạn nha. Đó, các bạn có thể là đổi màu theo phong thủy và sở thích của các bạn ha. Mái Thái rồi, ok chưa? Bây giờ mình sẽ nói về mô hình công năng bên trong để các bạn dễ hình dung hơn nha. Đây là nhà cấp 4 chữ L các bạn ha, với công năng là phòng thờ, phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh. Và có diện tích bề dài là 14m các bạn ha. Bề ngang là 9m tính luôn phần chữ L. Rồi, bây giờ mình sẽ đến phòng khách đầu tiên nha. Bước vào không gian cửa chính sẽ là phòng khách. Mình sẽ tín hiệu không gian này cho các bạn hình dung ha. Đây là không gian của phòng khách. Và có diện tích là 5,5m nhân cho 3,9m các bạn nha. Bên này các bạn bố trí bộ ghế sofa, và sau lưng bộ ghế sofa thì có lối hành lang chữ L, cho nên là các bạn mở cửa sổ phía sau lưng bộ ghế sofa các bạn nha. Đối diện bộ ghế sofa là kệ tivi các bạn nha, áp vô bức tường của phòng ngủ ở vị trí này ha. Rồi, bây giờ mình đến khu vực phòng thờ nha. Khu vực phòng thờ ở phía bên này và có cửa sổ thông ra mặt tiền, có bồn bông phía bên ngoài đó các bạn. Đây là không gian phòng thờ ha. Và phòng thờ thì có diện tích là 34 nhân cho 27. Phòng thờ thì các bạn không cần bố trí cửa khu vực này các bạn ha. Không cần bố trí cửa để thông với phòng khách cho thoáng nha. Rồi, bây giờ mình đến phòng ngủ. Đầu tiên, sau lưng phòng thờ có diện tích là 3,5m nhân cho 3,3m. Rồi mình bố trí nội thất bên trong phòng ngủ. Thì phòng ngủ đầu tiên có bức tường tiếp giáp với lại phòng thờ, cho nên các bạn lưu ý là không xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường có phòng thờ nha. Như vậy là kỵ phong thủy. Các bạn để hướng đầu giường tựa vào bức tường này giúp mình. Và các bạn lưu ý là bố trí cửa sổ không có để trên đầu giường các bạn ha, tránh đầu giường ra. Như vậy là kỵ phong thủy nha. Rồi, kế bên thì mình để tủ quần áo.
ở mảng tường này thì các bạn có thể là bố trí kệ tivi ở dưới giường ha. Rồi bây giờ mình đến phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà này. Phòng ngủ thứ hai tương tự như phòng ngủ thứ nhất các bạn ha, có diện tích tương tự như phòng ngủ thứ nhất luôn. Phòng ngủ thứ hai này có bức tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh ở phía sau, cho nên là các bạn lưu ý không xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường có nhà vệ sinh các bạn nha. Kỵ phong thủy nè. Rồi, các bạn xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường này và bố trí cửa sổ như là phòng ngủ thứ nhất luôn. Bên cạnh đó thì tủ quần áo và kệ tivi tương tự như phòng ngủ thứ nhất các bạn nha. Rồi mình đến khu vực phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà. Ở phía bên này các bạn ha, phòng ngủ thứ 3 ở phía bên này. Có diện tích là 3m7 nhân cho 3m4. Đây ha. Rồi hướng đầu giường thì phòng ngủ này tiếp giáp với lại khu bếp, cho nên các bạn cũng không xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường tiếp giáp với lại bếp luôn. Như thế này là kỹ phong thủy các bạn nha. Vì vậy cho nên các bạn tựa hướng đầu giường tựa vào bức tường này giùm mình nha. Nếu phía bên hông nhà còn đất trống thì các bạn mở cửa sổ ở bên hông cho lấy sáng và gió ha. Đây là khu vực tủ quần áo. Rồi, kệ tivi ha. Bây giờ mình sẽ đến khu vực bếp nha các bạn. Khu vực bếp được bố trí chỗ vị trí này. Kệ bếp thì bố trí theo lối chữ L, tựa vào bức tường này các bạn nha. Ở bên này các bạn để lavabo. Khi các bạn rửa chén thì các bạn có thể là nhìn ra view cửa sổ ở bên ngoài. Như vậy sẽ rất là mát và thoáng. Còn ở phía bên này là các bạn để vị trí bếp lò ha. Mình sẽ ký hiệu màu đỏ nha. Rồi, một bên bếp lò, một bên bồn rửa. Ở vị trí này các bạn có thể để tủ lạnh. Rồi, ở vị trí này các bạn để bàn ăn cơm ha. Nếu mà các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn có thể là ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp bởi vách lam gỗ như thế này các bạn ha. Rồi, ok chưa? Còn lối chữ L ở phía bên hành lang. Buổi tối các bạn có thể là dắt xe máy đi theo lối này. Rồi bây giờ mình sẽ đến khu vực nhà vệ sinh các bạn ha. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Một bên sẽ là phòng tắm, một bên sẽ là toilet ha. Cửa vào khu vực phòng tắm đây các bạn nha. Các bạn lưu ý là nền nhà của nhà vệ sinh thì lúc nào cũng phải thấp hơn nền nhà để mà nước khỏi vương vãi ra bên ngoài nha. Rồi, ở khu vực này các bạn có thể là để máy giặt ha. Rồi, ở vị trí này mình có bố trí thêm vòi nước ở vị trí này để các bạn khi mà nhà có tiệc thì có thể sử dụng thêm khu bồn rửa này để mà sinh hoạt rộng rãi hơn các bạn ha. Ở phía bên trên thì các bạn có thể là sử dụng lam sắt để lấy gió và ánh sáng cho khu vực ở phía bên dưới ha. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn thiết kế một ngôi nhà cấp 4 chữ L với diện tích là ngang 7 dài 14. Các bạn cùng xem lại mặt bằng công năng phía bên trong nha.
Trong quá trình xem video có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới nha. Hy vọng là video của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.